Mình bắt chuyến bay lúc 10 giờ 20, bay ra đây là gần 12 giờ. Đây, Côn Đảo. Vậy là chàng tiên cá Theo đã đi hết tất cả đảo ở Việt Nam mình rồi, không còn đảo nào mà chưa đến. Và bây giờ mình sẽ xem coi vùng biển ở đảo coi có gì đặc biệt